Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Người Việt nghi ngại Trung Quốc vì cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn các nước trong khu vực. Ngày 14 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài khảo sát Người Việt tin tưởng Mỹ nghi ngại Trung Quốc vì sao? VOA cho biết cuộc thăm dò thường niên có tên là Tình trạng của Đông Nam Á năm 2024 đã được Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, tức Viện ICS, Yusof Ishak, có trụ sở ở Singapore, tổ chức lần thứ 6 và công bố kết quả hồi đầu tháng 4. Những nhà thăm dò đã hỏi gần 2.000 người, chủ yếu là những người có học vấn, như những nhà hoạch định chính sách, nhà báo, doanh nhân và phân tích gia ở 10 nước ASEAN, về thái độ của họ đối với Mỹ, Trung Quốc, cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai siêu cường, cũng như quan điểm về những vấn đề địa chính trị trong khu vực và trên thế giới. Kết quả thăm dò cho thấy Trung Quốc đã soán ngôi Mỹ để trở thành siêu cường được các nước ASEAN ủng hộ nhất là ở Đông Nam Á, bất chấp những căng thẳng trên Biển Đông gần đây giữa Bắc Kinh và Manila. Hình ảnh bài trên VOA. Cụ thể, theo VOA, khi được hỏi nếu buộc phải liên minh với một trong hai nước Mỹ hay Trung Quốc, sẽ chọn nước nào? Tính tổng cộng trên toàn khối có 50,5% người được vấn ý chọn Trung Quốc, nhiều hơn so với 49,5% chọn Mỹ. Chỉ mới năm ngoái, tỷ lệ chọn Mỹ là 61,1%, trong khi Trung Quốc chỉ được 38,9% số người tham gia chọn. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Việt Nam là 21% chọn Trung Quốc so với 79% chọn Mỹ. Còn ở Philippines, chỉ có 16,7% chọn Trung Quốc và có tới 83,3% chọn Mỹ. Quốc gia ưa chuộng Trung Quốc nhất đồng thời dè dặt với Mỹ nhất là Malaysia, 75% chọn Trung Quốc. Theo sau là Indonesia, 73%, Lào, 70,6%, Brunei, 70,1%, Thái Lan, 52%, Campuchia, 45%, Myanmar, 42% và Singapore, 38,5%. VOA cũng cho biết Indonesia, Malaysia, Brunei đều là những nước có đông dân Hồi giáo, vốn bất bình với việc chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ Israel trong cuộc chiến với Hamas trên dải Gaza, trong khi Philippines và Việt Nam là hai nước có tranh chấp chủ quyền quyết liệt nhất với Trung Quốc trên Biển Đông. Vẫn theo VOA, mặc dù cũng giống như đa số người dân các nước Đông Nam Á khác, đông đảo người dân Việt Nam xem Trung Quốc là cường quốc kinh tế quan trọng nhất trong khu vực, nhưng chỉ có 12,3% người Việt được vấn ý hoan nghênh ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc và có đến gần 67% hoan nghênh sức mạnh kinh tế của Mỹ trong khu vực. Hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Về vai trò địa chính trị trong khu vực, 46% người được vấn ý ở Việt Nam chọn Trung Quốc, nhiều hơn gấp đôi so với số chọn Mỹ là 21%. Nhưng lại có đến 96% người Việt nghi ngại về ảnh hưởng chính trị gia tăng của Trung Quốc, trong khi tỷ lệ lo ngại về Mỹ là 45%. VOA dẫn lời bà Hạnh Nguyễn, nghiên cứu sinh tiến sĩ thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Đại học Quốc gia Úc, nhận định, so với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn do đối mặt với những thách thức an ninh từ Trung Quốc trên Biển Đông và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời có lịch sử quan hệ đầy sóng gió trong thế kỷ 20. Tuy nhiên, bà cho rằng bên cạnh mối đe dọa về an ninh, Hà Nội cũng thấy được ở Bắc Kinh mối liên hệ ý thức hệ, mối quan hệ bền chặt giữa hai đảng cộng sản, sự lệ thuộc nhau về kinh tế. Những yếu tố này đã dẫn tới cách tiếp cận nhiều sắc thái hơn đối với Trung Quốc. Cách tiếp cận này, bà Hạnh lý giải là cân bằng giữa tăng cường can dự với Bắc Kinh, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, nhưng lại sẵn sàng đương đầu với Bắc Kinh khi cần thiết. Bà Hạnh cũng cho rằng nếu rơi vào tình cảnh như Manila trên Biển Đông và Việt Nam muốn điều chỉnh lại các mối quan hệ, thì trước hết họ phải tìm cách từ từ tháo ngòi nổ căng thẳng với Bắc Kinh thông qua kênh đảng. Bà cũng cho rằng Bắc Kinh sẽ chọn cách đối phó với Hà Nội khác với Manila vì giữa hai nước còn có mối quan hệ truyền thống giữa hai đảng, sự gắn bó về kinh tế của Việt Nam với Trung Quốc và khoảng cách địa lý gần gũi giữa hai nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Người Việt nghi ngại Trung Quốc vì cảm nhận về mối đe dọa từ Trung Quốc cao hơn các nước trong khu vực. Phe lò rã đám, tổng bàn giao bảo kiếm cho ai? Có thể nói sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng bao lâu nay là dựa vào Ban Bí thư và Bộ Công an. Ban Bí thư, Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Trung ương hỗ trợ mạnh cho ông Trọng trong việc tìm củi để ông đốt lò.
Ban tuyên giáo thực hiện công tác truyền thông cho phe lò. Ban tổ chức thực hiện sắp xếp nhân sự, trám vào chỗ trống do phe củi để lại. Ngoài ra, kẻ hốt củi quẳng vào lò không ai khác chính là Tô Lâm. Đó là bộ máy làm nên sức mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây bộ máy này đã rã ra một mảng lớn, đó là Bộ Công an. Tuy lò vẫn cháy rực, nhưng cách đốn củi hiện nay đã khác trước rất nhiều. Những vụ bắt bớ gần đây cho thấy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Trần Cẩm Tú đứng đầu khá mờ nhạt. Quy trình biến quan tham thành củi đã bị đảo lộn. Bộ Công an xuống tay thường mà không thèm đợi Ban Bí thư thực hiện phần việc của họ. Tô Lâm làm cho phe lò của ông Trọng rã đám. Phe lò chắc chắn rã đám. Tuy nhiên, trước đây, nhiều người nghĩ phe lò chỉ rã đám khi ông Trọng chết hoặc rời khỏi vị trí quyền lực. Tuy nhiên, thực tế thì phe này đã tan rã sớm hơn dự đoán. Điều này khiến cho ông Trọng mất đi thanh bảo kiếm bao lâu nay. Hiện nay, thanh bảo kiếm vẫn đang chém xuống đầu hàng loạt quan tham, nhưng nó đang ở trong tay Tô Lâm. Tô Lâm đang tiền trảm hậu tấu, và thậm chí ông ta trảm mà chẳng cần tấu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với cách thức tiến hành từng bước trên con đường thâu tóm quyền lực của Tô Lâm, cho thấy ông ta đang học lại công thức thành công của Nguyễn Phú Trọng. Đầu tiên là cầu viện Bắc Triều, xin đỡ đầu. Sau đó là công thức ngồi tứ trụ, nắm Bộ Công an. Tuy nhiên, thành công đối với Tô Lâm vẫn đang ở phía trước và chưa chắc đã đến như mong đợi. Vì hiện nay Vương Đình Huệ vẫn đang tìm mọi cách để ngăn cản Tô Lâm đoạt quyền lực. Cả dư luận quốc tế và trong nước đều cho rằng hiện nay là thời bất ổn chính trị nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho đến nay, ghế chủ tịch nước vẫn đang để trống và các bên vẫn đang làm mọi cách, kể cả đánh dưới thắt lưng, chuốt thuốc và sang Bắc Kinh cầu viện. Rõ ràng Tô Lâm đang học theo công thức thành công của Nguyễn Phú Trọng, dù ông đang phản lại ông Trọng. Còn Vương Đình Huệ, liệu ông có theo đuổi một công thức khác hay vẫn đang học theo cách làm của ông Trọng? Công thức mà ông Trọng đưa ra đã chứng minh sự thành công của nó thông qua thực tế. Ông Huệ sẽ không mạo hiểm theo đuổi một công thức mới chưa được kiểm chứng. Thật ra, ông Huệ cũng đang theo đuổi công thức của Tổng Trọng giống như Tô Lâm. Ông cũng đi sứ sang tàu cầu viện, cũng muốn phe Nghệ An của ông nắm Bộ Công an. Việc đẩy Phan Đình Trạc ra để tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an với đàn em Hưng Yên của Tô Lâm có hai mục đích. Thứ nhất là để phá thế cờ của Tô Lâm và thứ nhì là để tạo sức mạnh cho Vương Đình Huệ. Hình ảnh Vương Đình Huệ và Tô Lâm khó về đích cùng lúc. Hiện cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ, cho dù ai có ngồi vào ghế Tổng Bí thư thì cũng sẽ lặp lại những điều mà ông Trọng đã làm. Việc bê nguyên công thức của ông Trọng chính là đoạt lấy thanh bảo kiếm trong tay ông. Với bản chất tham quyền cố vị, khó có chuyện ông Trọng chịu bàn giao quyền lực cho người khác. Những người này chỉ có thể tự thân đoạt lấy mà thôi. Với đà đấu đá khốc liệt như thế này, hai đối thủ ngang tài ngang sức, Tô Lâm và Vương Đình Huệ rất khó có thể nguyên vẹn cả hai cho đến Đại hội 14. Còn 20 tháng nữa mới đến Đại hội ăn chia, nhưng xem ra sẽ có thêm người ngã ngựa trước vạch đích, bởi rất khó để Vương Đình Huệ và Tô Lâm cùng về đích một lúc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Phe lò rã đám, tổng bàn giao bảo kiếm cho ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d